Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc rẽ nhánh if else trong Java. Thì đây là một cấu trúc rất là quan trọng và chúng ta thường gặp khi mà chúng ta lập trình giải quyết các bài toán. Chính vì vậy mà các bạn hãy cố gắng tập trung lắng nghe cũng như là sẽ thực hành những cái ví dụ mà mình nêu ra ở trong bài này. Trước tiên để hiểu hơn về cấu trúc if else thì chúng ta cần hiểu nó là gì. Thì ở trong cuộc sống chúng ta ấy, gặp rất nhiều cái trường hợp if else, có nghĩa là nếu thì chúng ta làm gì đó. Ví dụ đơn giản là hôm nay trời mưa thì tôi ở nhà, còn trời không mưa tôi đi học, đúng không? Thì khi đó ở trong lập trình ấy, thì chúng ta sử dụng cấu trúc if else. Thì đối với ngôn ngữ Java thì chúng ta có thể viết với cái ví dụ mình vừa nêu ra, đấy là if hôm nay trời mưa tôi sẽ nghỉ học, else thì tôi sẽ đi học. Đó, thì tức là nếu hôm nay trời mưa thì tôi sẽ thực hiện cái hành động chính là tôi nghỉ học. Còn nếu mà không có nghĩa là trời không mưa, phủ định của cái trời mưa này, thì tôi sẽ đi học. Đó, thì ngôn ngữ máy trong Java nó sẽ thực hiện như thế này. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu xem là trong Java có những cái kiểu nào. Thì ở trong Java có 3 kiểu cấu trúc rẽ nhánh if else. Đầu tiên là dạng khuyết, thứ hai là dạng đủ, và cuối cùng là dạng if, else if và else. Mình sẽ đi lần lượt. Đầu tiên là dạng khuyết. Dạng khuyết thì ở đây có hai cái cú pháp. Đầu tiên là cái cú pháp đầu tiên đó là if đóng bằng ngoặc tròn, trong đó là điều kiện. Sau đó là dấu đóng bằng ngoặc nhọn và các cái câu lệnh mình thực hiện. Hoặc là chúng ta có một cách viết ngắn gọn hơn, khi mà chỉ khi cái trường hợp đó là cái câu lệnh mà mình thực hiện với điều kiện này nó chỉ có một dòng lệnh thôi, thì chúng ta có thể bỏ đi cái dấu đóng bằng ngoặc nhọn. Thì đối với cái câu lệnh này nó sẽ thực hiện, khi mình viết mã giả ra thì nó sẽ thực hiện như thế này. Đấy là điều kiện, thực hiện điều kiện này nếu như đúng thì nó thực hiện cái câu lệnh statement, nếu như không thì nó tiếp tục chạy. Đó. Thứ hai đó là dạng đủ, có nghĩa là đủ cả if lẫn else. Thì nếu như mà điều kiện này đúng thì nó sẽ thực hiện các cái câu lệnh ở trong cái khối lệnh từ dấu đóng ngoặc nhọn đến dấu đóng ngoặc nhọn. Else có nghĩa là phủ định của cái điều kiện này, thì nó sẽ thực hiện các cái câu lệnh còn lại, các cái câu lệnh ở trong cái khối lệnh trong cái phần else này. Khi mà diễn giả ra mã giả thì nó sẽ được thực hiện như sau. Đấy là nó kiểm tra điều kiện, nếu như mà đúng thì nó thực hiện cái câu lệnh cộng lệnh này, nếu như sai thì nó thực hiện các câu lệnh này. Sau đó thì nó vẫn chạy tiếp. Và cuối cùng là dạng if, else if và else. Nếu như mà cái điều kiện này đúng thì nó thực hiện câu lệnh 1, câu lệnh 2 ở dưới đây. Nếu như mà điều kiện này sai thì nó kiểm tra tiếp cái điều kiện thứ hai ở trong cái khối lệnh, ở trong cái dấu đóng bỏ ngoặc của cái phần else if, và nó thực hiện các câu lệnh này, thực hiện các câu lệnh này. Và cuối cùng thì nó mới thực hiện các cái câu lệnh ở trong cái khối lệnh này. Thì ở trong này chúng ta có thể nhiều else if nữa. Ví dụ if điều kiện 1 thì thực hiện hiện này, else if điều kiện 2 thực hiện câu lệnh này, else if điều kiện nữa thực hiện câu lệnh khác, và cuối cùng thực hiện các câu lệnh này. Để chúng ta hiểu hơn về cấu trúc if else thì mình sẽ lấy một số cái ví dụ. Đầu tiên, bài toán đầu tiên đặt ra đấy là kiểm tra cái số nhập vào là số âm hay số dương. Thì yêu cầu bài toán này là người dùng sẽ nhập vào một số và mình sẽ kiểm tra xem nếu số đó mà nhỏ hơn 0 thì in ra là số âm, còn nếu mà số đó mà lớn hơn bằng 0 thì in ra là số dương. Thì mình sẽ viết ra, đầu tiên thì mình sẽ khởi tạo cái hàm, khởi tạo cái để mà người dùng có thể nhập vào, nhập số từ bàn phím vào để mình kiểm tra. Thì bằng cách là chúng ta đã học ở các bài trước, đây là scanner, mình tạo một cái scanner bằng system chấm bằng new scanner system chấm in. Đó. Chúng ta phải import này vào,
Rồi, để mà nhận vào một số thì chúng ta ôn lại bài cũ này. Thì chúng ta tạo một cái biến int input là một số integer, nó bằng cái scanner.next.in, nó sẽ nhận vào một cái số nguyên. Thì chúng ta in thử cái số này, input chạy thử unfind. Rồi, ví dụ chúng ta nhập 15, enter thì nó in ra số 15. Rồi, bắt đầu chúng ta vào cái bài tập đầu tiên, đó chính là kiểm tra xem nhập vào là số âm hay số dương. Thì mình sẽ khởi tạo một cái hàm đi, khởi tạo một cái hàm public static void check number. Rồi, thì cái hàm này tên nó number, nó nhận vào cái đối số là một số nguyên, ví dụ number này. Rồi, thì chúng ta áp dụng luôn về cấu trúc if else. If, nhưng mà trong dấu if, trong dấu đóng ngoặc tròn, nó là điều kiện, là if number mà nhỏ hơn 0 thì chúng ta in ra là number, hạ number cộng là số âm đó. Thì kiểm tra nếu như mà cái số nhập vào ấy nhỏ hơn 0 thì mình sẽ in ra là cái số âm. Ngược lại, nếu không, tức là phủ định của thằng nhỏ hơn 0 này chính là lớn bằng 0, thì chúng ta dùng else, thì chúng ta in ra là number là số dương. Rồi, chúng ta nhập thử này, ví dụ trừ 5 chẳng hạn. Mình quên chưa gọi hàm. Gọi hàm này nhận vào được số chính là input, chính là cái mà người dùng nhập vào. Rồi chạy lại này, ví dụ âm 5, enter, âm 5 là số âm. Chạy lại này, 15 là số dương, 0 là số dương. Đó, thì chúng ta ôn lại được cái phần là if else, sử dụng câu lệnh if else. Ngoài ra thì một chú ý là đối với những cái trường hợp mà nó có một dòng như này thì chúng ta có thể bỏ cái dấu đóng ngoặc tròn đi để cho nó ngắn gọn cốt. Else tương tự như vậy, else cũng có thể bỏ cái dấu ngoặc nhọn này đi. Đó, trở lại này, 10 đó. Rồi, ok, chúng ta đến cái bài tập thứ hai đi. Đấy chính là in ra số lớn hơn bởi hai số người dùng nhập vào. Thì đối với bài trước, các hàm toán tử, các cái hàm ở trong cái thư viện Math, thư viện toán, thì chúng ta đã được học một cái hàm là hàm mắc bởi cái thư viện toán đó. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cùng nhau làm chay bằng cách là người dùng nhập vào hai số, sau đó là mình sẽ in ra là số nào lớn hơn, đúng không? Rồi, thì mình khởi tạo một cái biến là number 1 chẳng hạn, năm 1 này, integer 52 chẳng hạn, bằng scanner.nextin. Rồi, để cho nó rõ ràng thì mình in ra là nhập vào số thứ nhất, bỏ cái ln này đi để mà nó cái phần nhập nó ở bên cạnh luôn. Sau đấy là nhập vào số thứ hai. Rồi, chúng ta sẽ viết một cái hàm là get max, này sẽ nhận hai tham số là hai số integer, chính là hai số mà người dùng nhập vào là 51 và 552. Rồi chúng ta sẽ viết cái hàm đó, public static void get max integer number 1 integer number 2. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra nếu number 1 lớn hơn number 2 thì chúng ta sẽ in ra là số nhất lớn số thứ hai,
đúng không? Còn ngược lại, tức là số thứ nhất mà nhỏ hơn số thứ hai ấy, thì nó sẽ in ra là số thứ nhất nhỏ hơn số thứ hai. Còn lại nếu mà bằng nhau thì chúng ta in ra là hai số này bằng nhau, đúng chưa? Thì là if này 51 lớn hơn 52 thì chúng ta được gì? Chúng ta in ra là 5 số thứ nhất lớn hơn số thứ hai. L thì nó lại là phủ định của cái điều kiện trên này, thì tức là number 1 nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng number 2 mà chúng ta đang muốn, đấy là number 1 nó nhỏ hơn khi mà nhỏ hơn nó không có điều kiện bằng. Bởi vì là điều kiện bằng ấy thì chúng ta phải in ra là số nhất bằng số thứ hai, đúng không? Chính vì vậy mà chúng ta không thể dùng L chỗ này mà chúng ta dùng L if, tức là chúng ta kiểm tra tiếp xem number 1 nó có nhỏ hơn number 2 hay không. Nếu mà nó nhỏ hơn thì chúng ta in ra là số thứ nhất nhỏ hơn số thứ hai. L tức là cái điều kiện còn lại mà nó không rơi vào hai thằng này, tức là không rơi vào trường hợp số nhất lớn số thứ hai và số nhất nhỏ số hai, tức là thằng này nó sẽ bằng là number 1 bằng number 2. Thì chúng ta có thể viết một cách là L if number 1 bằng number 2 thì chúng ta in ra là số thứ nhất bằng số thứ hai. Thì như này vẫn chạy, nó cũng đã được cái bài toán rồi, nhưng mà mình có thể rút gọn cái đoạn code này bằng cái L, bởi vì là cái L là các cái trường hợp mà nó không thuộc hai thằng này thì nó rơi vào thằng này, mà không thuộc hai thằng này nó chính là cái thằng bằng nhau đó. Thì chúng ta có thể viết như thế này, mình test thử nhé. Rồi nhập vào số nhất này ví dụ như 5, nhập vào số thứ hai là 10 thì là số thứ nhất nhỏ hơn số thứ hai. Về chạy lại này, số nhất là 10, số thứ hai là 5, in ra là số thứ nhất lớn hơn số thứ hai, trường hợp là 5 và 5, rồi số thứ nhất bằng số thứ hai. Ok. Đó, thì các bạn chú ý đối với các trường hợp mà mình dùng là if L và L, nó là như vậy. Tiếp theo một cái trường hợp nữa, đấy là in cái thứ trong tuần bởi người dùng nhập vào. Rồi, ok. Ví dụ người dùng nhập vào là rồi nhập vào thứ rồi thứ đi rồi mình sẽ viết một cái hàm là hàm print ra đây chẳng hạn, thì nó dựa trên là cái số ngày người dùng nhập vào. Rồi mình viết ra một cái hàm public static void là print to preday, nhận vào là một số integer và là thứ chẳng hạn. Rồi mình sẽ kiểm tra là if như mà thứ bằng bằng 2 thì in ra thứ 2 này. L if thứ bằng bằng 3 thì in ra là thứ 3 này. Tiếp tục kiểm tra đối với lại thứ 4 này. Rồi thứ 5 này. Thứ 6 này. Thứ 7 này.
chủ nhật này, ngày dùng nhật 8 này, chúng ta sẽ in ra là chủ nhật 8. Còn lại các trường hợp khác, ví dụ người ta dùng nhập thứ 9, 10 thì là in ra là không hợp lệ. Đó, mình chạy thử nhé. Nhập vào thứ này 5 chẳng hạn, thứ 5, 2 chẳng hạn, thứ 2, 8 chẳng hạn, chủ nhật 10 chẳng hạn, không hợp lệ. Đó, thì đối với các trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng nhiều cái lệnh if else này, thì sẽ có 10 cú pháp chúng ta phải rút gọn cái trường hợp này, thì chúng ta sẽ học switch case ở bài sau. Thì đối với mình sẽ tập trung vào xử lý bằng if else để các bạn làm quen, thì các bạn nhớ là hãy thực hành nó để hiểu hơn những câu lệnh if else này. Sau này chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều cái câu lệnh này khi mà chúng ta làm các bài toán thực tế. Rồi tiếp theo thì chúng ta đến một cái ví dụ bài toán thực tế một chút, đấy là ví dụ kiểm tra xem 5 người dùng nhập vào có phải 5 nhuộm hay không. Thì 5 nhuộm là 5 có 366 ngày, còn 5 không nhuộm tức là 5 có 365 ngày. Thì nó khác nhau ở tháng 2 là có 28 ngày, 29 ngày. Thì cái thuật toán mà chúng ta để có thể kiểm tra được nó 5 nhuộm hay không, đó chính là một cái 5 người dùng nhập vào ấy, nó chia hết cho 400 thì nó là nhuộm. Hoặc là cái số mà người dùng nhập vào ấy là số mà chia cho 4 mà lại không chia cho 400 thì đó cũng là 5 nhuộm. Thì đấy chính là cái thuật toán điều kiện để mà chúng ta kiểm tra xem một năm có phải là 5 nhuộm hay không. Thì mình sẽ cùng nhau giải quyết bài toán này. Rồi, đầu tiên là mình cho người dùng nhập vào là nhập số 5 cần kiểm tra chẳng hạn. Rồi, ví dụ như đây chẳng hạn, Gia đi, Gia là, thì mình viết một cái hàm là check leave Gia nhận vào là cái số 5 mà người dùng nhập vào. Rồi, mình sẽ viết cái hàm này public static void. Check leave Gia rồi mình integer chính là 5. Rồi thì đối với điều kiện kiểm tra đúng không, thì if thì như mình có giải thích cái thuật toán lúc nãy ấy, đấy là kiểm tra 5 nhuộm là một năm mà nó chia hết cho 400, chia hết tức là chia lấy dư này cho 400 bằng 0, hoặc là ria chia hết cho 4, chia hết cho 4 bằng 0 và nó lại không chia cho 100 khác không. Thì đối với điều kiện này chúng ta phải cho vào ngoặc. Đó, chúng ta kiểm tra được. Nếu thỏa mãn cái điều kiện này thì chúng ta in ra là 5 cộng ria cộng là 5 nhuộm L, tức là trường hợp còn lại thì in ra 5 là 5 không nhuộm. Rồi ở đây kiểm tra lại xem nào, chia 100 khác không. Đó, mình sẽ chạy thử cái này nhé. Ví dụ là 2021 là năm không nhuộm. Đó, ví dụ như là năm 2020 là năm nhuộm. Rồi, thì thông qua các cái ví dụ trên này thì các bạn đã có thể hiểu được cái câu lệnh và cú pháp cách sử dụng của câu lệnh if else. Thì đối với bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái lệnh switch case để rút gọn được các cái trường hợp mà nó nhiều cái if else liên tục như thế này.